Hello anh em, đã quay trở lại với cái series về kinh nghiệm xây dựng của mình. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người về các bước mà làm thành công một cái đáy dầm móng nhà 2 tầng đúng kỹ thuật, bền đẹp với thời gian nhé. Mọi người có thể thấy đây là những cái dầm móng mà các bác thợ nhà mình đang thi công dàn đai và buộc cũng hoàn thiện được tầm 70-80% rồi. Đấy. Đây là cái dầm 450 nhá. Đấy, được đi bằng sắt phi 16. Chạy 5 que nhá. 3 que trên và 2 que dưới. Đấy, 3 que trên bẻ mỏ và 2 que dưới là cắt bằng nhá. Đấy, sắt cột thì đi bằng phi 14. Đấy. Còn cái đai của sắt dầm ở đây là sử dụng bằng đai sắt 8. Đai sắt 8 xoắn được bẻ. Được bẻ vuông 400 dầm 500 450 thì chúng ta bẻ 400 và rộng 17, mai kia đổ vào là thành 22 nhé. Đấy. Tất cả các sắt đều được luồn đúng kỹ thuật. Đầu các sắt bẻ mỏ đúng tiêu chuẩn. Đấy. Đây là cái móng được đổ âm dưới đất nha mọi người nhé. Đấy, lên cái lực chịu lực rất là cao. Tất cả dồn về phần móng này. Đấy. Cái cột ở đây là được đi bằng sắt phi 14 và buộc cái cự ly của đai là 17. Mai kia đổ thành 22 và sắt dầm thì được bẻ 35 cm cho dầm 450 nhá. Là ok. Đấy, mỏ dầm là phải ngoặc xuống với cái góc gọi là 90 độ. Đấy, chứ không được móc ngang, móc lệch đi. Đấy, hơi lệch một tí thì ok, chứ còn đừng có lệch quá nhá. Đấy. Còn sắt nối này chúng ta phải nối ở các vị trí cột mọi người nhé. Đấy, chúng ta nối ở vị trí đầu cột và nối số le đi. Đấy, chứ không được nối tất cả các điểm nối chung nhau ở một một góc đâu nhé. Chúng ta phải nối số le cây này sang cây nọ nhé. Đấy, đai sắt 8 ở đây thì được buộc với cự ly là 20-20. Và tiếp theo thì mình cũng chia sẻ về cái ván be. Ở đây là cái ván be định hình cốt pha sắt. Đấy, được chúng ta be và giằng cố định bằng dây thép chống ngang, chống dọc, chống phình. Đấy. Để chúng ta lấy được cái đường thẳng vuông góc với cái bề rộng của nó là vừa bằng viên gạch đấy nhá. Mình thì mình hay thường làm là mình cứ để viên gạch vào cho vào cái khuôn ván be này luôn. Khi nào đủ đến đâu là chúng ta nhấc cái viên gạch này ra. Đấy, chúng ta không phải cắt cái que cũ làm gì cho nó mất thời gian, mình cứ đặt viên gạch khi nào đầm đến đâu chúng ta vứt viên gạch ra đến đấy. Là chúng ta mai kia đổ hoàn thiện nó sẽ vừa bằng cái viên gạch quay ngang của chúng ta luôn. Đấy, cho nó đúng với cái bản thiết kế. Đấy, làm là thì làm, những cái nhà có bản thiết kế thì chúng ta sẽ đúng theo thiết kế chúng ta làm, còn những cái điểm mà không đúng thì chúng ta tư vấn người cho chủ nhà. Đấy, còn những nhà nào mà không có bản thiết kế thì vừa chủ nhà vừa thợ chúng ta đều tự làm và góp ý sao cho nó hoàn thiện cái ngôi nhà đẹp nhất, hợp ý chủ nhà nhất và đúng kỹ thuật, bền đẹp thời gian nhé. Đấy, và còn đây là cái bể phốt của mình. Đấy, ở dưới thì bác gái đang thì thi công là chát để chuẩn bị sang giai đoạn là đánh bóng. Đấy, chát xong chát cán qua thôi, mai kia chúng ta đánh bóng và nó có độ bám hơn nhé. Đấy, chúng ta chỉ cần cán qua, lúc mai kia chúng ta đánh bóng chúng ta xây ngăn nhé. Đấy, và trên lượt trên này chúng ta sẽ đi thêm một cái rằng gọi là rằng sơ cua, rằng chạy hai cái sắt phi 10 nữa nhé. Mọi người nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.